Do đó sự thành công của chúng ta nó nằm ở cái cách dụng công, dụng tâm thôi. Ai có dụng tâm nhiều, dụng công nhiều, đúng phương pháp như Đức Phật dạy thì người đó được trở thành những bậc cao thượng. Và dĩ nhiên là cái tuổi tác hay là cái ngoại hình hay là bất cứ một cái gì đó liên hệ đến cái mà cuộc đời cho rằng vai trò, vị trí, địa vị của người đó quan trọng, nó thăng hoa cái giá trị người đó trong cuộc đời đều là sai lầm dưới góc độ và cái nhìn của nhà Phật. Chúng ta có thể khoác vào trong vai của mình, trên con người của mình một chiếc áo của thiền sư, sống thông dong tự tại. Nhưng mà nếu như cái nỗi sợ hãi đó không được diệt trừ một cách tận gốc đó, chúng ta vẫn là con người bị khủng bố, chưa có viễn ly điên đảo mong tưởng được. Chúng ta có thể là một con người giảng kinh rất là hay, nói pháp rất là giỏi, về lý thuyết, về cách thức này cách thức nọ rất thành công, nhưng mà bản thân của chúng ta vẫn còn là nạn nhân của sự khủng bố. Mà sự khủng bố đó đôi lúc nó chỉ phát xuất từ cái nhận thức của mình mà thôi, dĩ nhiên là nhận thức không sáng suốt. Như vậy chúng ta có thể vay mượn cái cách thức của vị thiền sư, mặc dầu nó chưa phải là cứu cánh, nhưng nó có thể giúp cho mình được chắn ngang. Đó là trong lúc mà mình sợ hãi, mình có thể cầm lấy một cái gì đó một cách có ý thức, tập trung vào cái đó, thì cái cơn sợ hãi đó giống như một lòng dòng điện, nó sẽ truyền qua cái vật mà chúng ta đang cầm, tạo bình tĩnh. Một người dẫn chương trình hoặc là một con người làm công việc đó là thuyết trình trước quần chúng, nếu như chúng ta chói hai tay người đó lại, người đó không có giơ tay múa chân hoặc là tạo những động tác, thứ nhất là tạo sự thăng bằng, thứ hai là tạo cái vóc dáng dễ xem, và nó tăng cái cường điệu của cái ngữ điệu lời nói, tức là cái biểu đạt về thân hình, nó làm cho cái ngôn ngữ đó gia tăng giá trị, thì dĩ nhiên người đó sẽ mất đi tự tin rất là nhiều. Cho nên người ta phải dùng tư thế thấy thế này thế nọ đưa qua, nó giống như một cách thức để diễn đạt cái nội dung, nhưng mà thông qua đó nó làm cho chúng ta trở nên tự tin hơn. Như vậy là cái cách thức biểu đạt của ngôn ngữ thân thể là một trong những cái phương diện chấn áp cơn sợ hãi rất hay. Cầm một Phật gì đó, một ca sĩ mà cầm cái micro như thế này, mà nhất là những cái câu mà cuối hay là những cái chữ cuối, cô ta hoặc là anh ta phải kéo hơi ra thật là nhiều, rung rồi làm cho cái ngữ điệu hay là cái tần số âm hưởng lúc bây giờ nó có một cái chất liệu gì đó thu hút, phải kéo ra như thế này, kéo ra từ từ hoặc là kéo gần vào diễn đạt, rồi nhắm mắt từ hoặc là mở mắt ra, vâng, đại khái vậy. Thì tất cả những cử chỉ biểu hiện của cái ngôn ngữ thân thể tạo ra một sự tự tin và thành công. Còn người nào mà ra mà ca đứng đơ như thế này, giống như là ông cha đang làm phép thánh hoặc là ông thầy đang tụng kinh gõ mõ chắp tay, thì đảm bảo không có khán giả nào thích hết trơn, bởi vì người đó không có tự tin. Còn các ca sĩ mà ca trên sân khấu rồi đi bộ xuống ở những cái ghế mà các khán giả đang xem, thì bỗng dưng làm cho cái sinh khí ở trong cái phòng hay là trong cái rạp hát nó sôi động lên liền. Cho nên ở một trường mực nào đó, chúng ta phải thừa nhận rằng sự chuyển động của tư thế nó có tác dụng chấn an rất lớn. Nhưng mà diệt trừ tận gốc, Đức Phật muốn nói, nó không phải là giải pháp cuối cùng. Cho nên phải quán chiếu cái nỗi sợ xuất hiện trong tư thế nào, chúng ta phải chuyển hóa nó trong tư thế đó. Và như vậy thì cơn sợ hãi nó mới có cơ hội được tháo gỡ một cách trọn vẹn và lâu dài. Và chỉ cần làm thành công một lần là chúng ta trở thành một con người thông dong, không còn sở úy nữa. Ở trong phẩm Phổ Môn Quang Thế Âm của Kinh điển Đại Thừa dạy rằng là khi chúng ta đang phải đối diện trước cơn sợ hãi, ví dụ đang gọi là có thể bị rơi trên một cái vực thẳm, trên một cái vách núi xuống một vực thẳm, hoặc là phải trải qua một cái cơn hỏa hoạn, hay là một cái dòng nước rất là hiểm khúc, ngặt nghèo, sóng to gió lớn, hoặc là đang lái xe mà phải gọi là lách một cái anh chàng mà uống rượu say từ phía trước đối diện lao tới,
Thì lúc đó, đó kinh dạy chúng ta đó là hãy niệm danh hiệu và thần lực của Bồ Tát Quan Thế Âm, thì tất cả mọi sự sợ hãi đó đều được tan biến. Nhưng mà kinh không nói vậy, kinh nói là cứ niệm thần lực Quan Thế Âm đi, thì lúc ấy giờ là vào nước không bị chìm, vào lửa không bị cháy, rơi xuống vực sâu không bị chết. Để chi? Để chúng ta có niềm tin. Mượn một cái câu nói cũng là một cái cách thức chấn an. Chúng ta có thể niệm danh hiệu của Đức Phật, niệm danh hiệu của Bồ Tát, là chúng ta có thể chấn an được cái nỗi sợ hãi khủng hoảng trong những cái hoàn cảnh ngặt nghèo ảnh hưởng đến mạng sống hay là ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Nhưng mà đừng tưởng thật rằng chư Phật Bồ Tát làm công việc đó. Có nghĩa là khi chúng ta cầu nguyện là các ngài sẽ xuất hiện và giúp cho chúng ta đang ở bị chìm ở dưới lòng biển, chúng ta sẽ được vớt lên. Nói như vậy thì chúng ta sẽ không thể nào lý giải được có những tình huống tại sao con người cầu nguyện rất là thành tâm, rất là trang nghiêm, và người đó rất là đạo đức, rất hiền lương, nhưng mà người đó vẫn phải trở thành mồi nuôi của những con cá ở dưới biển. Nếu ai đã từng có thân nhân đi vượt biên sau những năm 75 và kể lại những câu chuyện mà họ đã tận mắt nhìn thấy trên chiếc thuyền của mình, hoặc là những người khác cùng sống ở trong cái trại tị nạn kể lại về những cái nỗi kinh hoàng của cái chết diễn ra trước mắt, thập tử nhất sinh của những người thiền nhân, thì chúng ta sẽ thấy có rất nhiều người, thậm chí có quý thầy nữa, cầu nguyện thành tâm lại lục dữ lắm mà vẫn phải chìm ở dưới lòng biển. Cho nên cái công thức gọi là niệm thần lực Quan Thế Âm để mà không bị chìm xuống lòng biển, hoặc là không bị cháy ở trong lửa, không bị chết khi rớt xuống hầm sâu, vân vân, chỉ là một cách thức, phương tiện dạy chúng ta một cái trạng thái gọi là an lành, tự tại. Chúng ta phải mượn vào cái câu nói đó, cái danh hiệu đó, để chúng ta nuôi lớn cái sự bình tĩnh, cái dòng chảy của chánh niệm tỉnh thức. Và dẫu trong trường hợp này chúng ta qua đời, mình sẽ được vãng sanh một cách rất an lành vào những cảnh giới phước báo và công đức. Cái đó chính là cái mấu chốt. Nhưng mà nếu nói hoạch toạc như thế này thì chắc chắn rằng người ta sẽ không niệm danh hiệu của ngài. Nghĩ đến cái công đức lớn hay là cái thần lực vĩ đại, người ta dễ dàng tin. Và nhờ cái tin đó, tất cả những sự dụng công đó nó có một tác dụng tâm lý rất mạnh. Dĩ nhiên có nhiều người có thể đưa lý do rằng là thân nhân của chúng tôi đã từng cầu nguyện và đã thành công. Chứ chuyện đó chúng tôi không quyết định. Nó có vô số trong cuộc đời. Nhưng làm thế nào để chúng ta lý giải tại sao có người cầu nguyện thành tâm thì không được cứu, mà có người không cầu nguyện gì hết vẫn được cứu? Và như vậy là các vị Bồ Tát tình thương đó có thiên vị hay không? Đó là thứ nhất. Câu thứ hai chúng ta có thể đặt ra vấn đề, tức là các Đức Phật, các vị Bồ Tát có được cái tha tâm thông, biết được con người đang phải rơi vào một trạng thái khủng hoảng rất lớn và đang kêu cứu, thì các ngài mới bắt đầu xuất hiện để giúp đỡ. Thì như vậy các ngài có quan liêu không? Còn những người khác không biết gọi là đem lòng tôn kính để nguyện cầu cho mình xuất hiện giúp đỡ thì mình không xuất hiện. Theo cái kiểu nói, có nhiều người nói tại vì tôi chưa thành tâm cho nên Bồ Tát chưa gia hộ. Thì liệu như vậy Bồ Tát có còn là Bồ Tát nữa hay không? Nó giống như cái cửa ngõ ô dù ở ngoài thế gian, ai tới lại lục quan sinh định nọt a vua tán thưởng mình đó, mình mới thấy cảm tình cho mình nâng đỡ người đó dù người đó có lỗi lầm. Còn những người mà không biết gọi là khen tặng mình á, thôi nó chết cho chết luôn. Thì như vậy còn gì là Bồ Tát nữa, phải không ạ? Cái thứ ba, đạo Phật dạy chúng ta là cái con đường nhân quả như là quy luật vận định, gọi là quyết định vận mạng của tất cả các loài chúng sinh trong thế giới này. Và nếu như cái tha lực đó nó có tác dụng thật sự như là một sự mâu nhiệm, thì đạo lý nhân quả nằm ở chỗ nào? Và chúng ta thử liên tưởng đến trường hợp của ngài Mục Kiền Liên, là một vị được xem là thần thông đệ nhất, tức là số một. Và trong trường hợp này, cái thần thông vĩ đại của ngài có thể ngang hàng với Đức Phật Thích Ca, không ai hơn được nữa. Nhưng mà cái chết của ngài rất là thê thảm. Nếu chúng ta đọc lịch sử, bị các vị mà đối nghịch Bà La Môn ám hại giết chết, băm bầm thân xác của ngài ra thành từng miếng, gọi là mảnh vụn, rồi quăng đi chỗ này chỗ nọ để người ta không ráp nó lại được nữa.
là một vị A-la-hán giải thoát, thần thông quảng đại, biết được người khác sẽ làm gì đối với mình, nhưng mà tại sao Ngài không tránh chuyện đó? Bởi vì nó có những trường hợp khi mà một cái nhân mà chúng ta gieo trồng nhiều kiếp trước, nó đã phải đến lúc nó trổ hoa và kết quả. Nếu chúng ta tránh né, nó sẽ phải trổ ở một dịp khác. Cho nên đối với những người mà hiểu được đạo đó, sẵn sàng đối đầu với những nghịch cảnh, chấp nhận những cái đau thương, bởi vì chúng ta nghĩ rằng nó như là một cái món nợ, một món nợ cũ, bây giờ cứ thanh toán nó đi, để chỉ để mình sống trong một tình trạng là không còn cái nỗi khủng hoảng nào đó về sự mắc nợ gây ra. Và trong trường hợp đó, cái chết nếu có diễn ra, nó diễn ra một cách rất là nhẹ nhàng, chúng ta không chạy trốn, không có sợ hãi. Đó là tinh thần của cái đạo lý nhân quả trong lịch sử của những vị thánh tăng đã làm. Và dĩ nhiên là Đức Phật biết được rằng là cái dòng họ lưu ly do vì một cái nỗi sân hận trong một cái lịch sử về quá khứ, rằng dòng họ Thích Ca đã từng gọi là lừa đảo họ bằng cách là thay vì họ cầu hôn công chúa thì dòng họ Sakya, tức là Thích Ca đó, đã gả một cô nữ tỳ. Vì sau này ông Vua Lưu Ly phát hiện được chuyện đó, ông ta căm giận vô cùng, cho nên muốn đem quân chinh phạt và bình địa đất nước Sakya. Đức Phật biết được chuyện đó, tế giải thích rằng là cái tình thương là một cái chất liệu lớn nhất để hóa giải những cái nỗi khổ đau, những cái lận đận, những cái mâu thuẫn, những cái xung đột trong cuộc đời. Chứ còn giải quyết bằng sự sân hận như vậy chỉ làm cho cái nỗi đau được tăng lên gấp bội và không bao giờ chấm dứt. Giải thích bằng nhiều cách ấy thế mà Vua Lưu Ly vẫn không nghe. Và Đức Phật còn phải nói như thế này: dầu cái người nữ tỳ đó chỉ là một người nữ tỳ, tức là thuộc giai cấp thấp nhất trong xã hội, nhưng mà cũng đã là bà ngoại, bà nội của ông, của những người, hay là bà cố bà sơ của những người con cháu của ông. Cái vấn đề là chúng ta sống với người đó có hạnh phúc hay không, cái vị trí, sự xuất hiện của người này trong gia đình của mình có mang lại hạnh phúc ấm no cho cái dân tộc Lưu Ly hay không. Dĩ nhiên là có, vì trong lịch sử nói sau khi kết hôn với nữ tỳ Lưu Ly, nhà vua đó đã lên hương sự nghiệp, biến một đất nước gọi là đang nghèo hàn lạc hậu trở thành một đất nước rất là phồn thịnh. Cái giá trị của cuộc đời nằm ở chỗ này, chứ không phải ở chỗ là vị trí của người này như thế nào, vợ mình ra làm sao, cái tiền án tiền sử hay là cái quá khứ như thế nào. Tất cả những câu hỏi đó là những viên đạn bắn chết cái tình cảm và tình yêu đối với một người mà mình đang thương. Cho nên chúng ta thấy là Đức Phật cũng trở nên bất lực, biết được rằng Vua Lưu Ly sẽ cắt quân đánh, và đã thuyết phục, giải thích đạo lý nhân quả các thứ ấy, thế mà vua vẫn không nghe, vẫn đem quân đánh, và cuối cùng dân ngọc dòng tộc Thích Ca bị chết rất nhiều. Chúng ta thấy đó là những sự kiện liên hệ đến cuộc đời của Ngài. Chẳng lẽ Ngài không thương những người gọi là hoàng thân quốc thích cùng máu mủ với Ngài? Và nó xa hơn nữa, nó rộng hơn nữa, nó vượt ra ngoài cái phân biệt đối xử giữa những người thân và những người không thân. Theo tinh thần đạo lý Bồ Tát là thương tất cả mọi người như là thương con đẻ. Chẳng lẽ Đức Phật không thương xót, không đau khổ, hay là không có gọi là nhảy một cái nhịp tim của những người đồng loại khi nhìn thấy những con người dù là dưới danh nghĩa dân tộc Thích Ca bị Vua Lưu Ly giết chết? Tại sao Ngài không giúp? Bởi vì mỗi người có một cái hệ nhân quả riêng, cái đó không thay đổi được, ngoài trừ là chúng ta gieo trồng những hạt giống của tuổi thọ, của sự sống, thì tất cả những thứ này nó tự động nó chuyển hóa làm cho cái hạt giống bị sát hại đó giảm xuống, hoặc là nó có thể diễn ra ở mức độ nhẹ hơn. Cái vấn đề chính yếu nằm ở chỗ đó. Cho nên khi đọc kinh, chúng ta có thể hiểu một cái câu kinh dưới nhiều nghĩa, nhất là những kinh điển đại thừa. Còn hiểu theo nghĩa đen, chữ trắng, thì dĩ nhiên là chúng ta hiểu ở một cái tầng lớp ý nghĩa rất là thông thường, bề ngoài thôi. Vì cái này nó là một viên kẹo ngậm, làm cho mình có cảm giác rất là ngọt, rất là thích. Và nhờ cái thích đó, mình niệm một cách chí thành, và nhờ sự chí thành, mình được bình an trong sự khủng bố. Cho nên là chúng ta cứ liên tưởng càng nhiều càng tốt đến những sự kiện diễn ra đối với cuộc đời của Đức Phật, đối với các vị Bồ Tát,
thần thông quảng đại, thì chúng ta sẽ thấy được cái giá trị của đạo lý nhân quả chi phối vận mệnh, hạnh phúc, khổ đau của từng con người, từng loại, từng chủng loại. Và do đó đừng bao giờ đặt nặng về cái tha lực. Dĩ nhiên là chư Phật, các vị Bồ Tát có tình thương không bờ bến, và là những người con Phật, chúng ta phải vận dụng cho mình một cái, tạo cho mình một chiếc áo giáp của một cái đời sống đạo đức. Và chính cái chiếc áo giáp này á, nó sẽ làm cho mình không bao giờ sợ hãi trước mọi tình huống hết, vì như vậy không cần phải cầu nguyện. Cái đó đó nó mới giúp cho mình diệt trừ cái nỗi sợ hãi một cách lâu dài, nó mới bền được. Cái phương pháp thứ tư Đức Phật dạy chúng ta diệt trừ sợ hãi, đó là đừng bao giờ vận dụng cái phương pháp quán tưởng để chấn an, chấn áp. Bằng cách đó là mình tưởng tượng đêm thành ban ngày. Đối với những con người nào sợ ban đêm, sợ những sự kiện liên hệ đến ban đêm, sợ những cái gì ảnh hưởng đến sức khỏe, mạng sống của mình diễn ra vào ban đêm, và cũng đừng bao giờ quán tưởng gọi là ngày thành đêm. Đối với những con người chán nản ban ngày, sợ hãi ban ngày, bởi vì nó có thể ảnh hưởng đến mạng sống của người đó. Thì đây là một cái cách thức thứ hai, đó là dạy chúng ta phải đối đầu, diệt trừ cái sự gọi là chấn áp bằng tưởng tượng. Mặc dù chúng ta đã biết rằng là có nhiều người tưởng tượng thành công, ví dụ như trường hợp của một người đang đi ở trên một sợi dây thừng, tập những cái cách mà xuyệt biểu diễn đẹp mắt cho những người khán giả xem, đều phải vận dụng phương pháp quán tưởng rất là nhiều. Nhưng mà ở đây Đức Phật dạy chúng ta, để diệt trừ được tận gốc của sự sợ hãi, cái phương pháp gọi là chấn áp bên ngoài đó, mặc dù rất hiệu quả, vẫn không cần phải sử dụng đến. Có nghĩa là đặt mình trong một tư thế gọi là đối đầu trọn vẹn, đối đầu hoàn toàn, và nhờ đó mình mới thành công được. Trường hợp những người tưởng tượng ngày thành ban đêm diễn ra khá nhiều, đó là đối với những người gọi là không chịu nổi được sự đơn độc, nhất là đang sống ở hải ngoại. Mọi người phải đi làm, cha mẹ con cái, chồng vợ, anh em, bà con có thể gặp nhau vào cái giờ chiều tối. Và nếu như người đó là một người thất nghiệp, không chịu nổi sự cô đơn, thì cái ban ngày đó diễn ra như là một sự hành hạ ghê gớm lắm. Mình thèm nói chuyện với người gọi là láng giềng, nhưng mà cái văn hóa phương Tây không cho phép. Bởi vì qua nhà người khác mà không gọi điện thoại báo trước, người ta có quyền gọi là báo cảnh sát, hoặc là ta không tiếp đón mình. Hoặc là qua bên nhà người ta mà mình té ngã vậy thì người ta phải bồi hoàn cái tiền thiệt mạng, hoặc là bảo hiểm sức khỏe. Cho nên ở phương Tây nó rơi vào tình trạng đó là đèn nhà ai nấy tỏ, người ta sống một cách rất riêng tư. Cái tình cảm làng xóm láng giềng tự động nó bị khép kín lại. Cái hoàn cảnh, cái môi trường, các cái luật lệ, và nhất là các hệ thống bảo hiểm đó, nó làm cho con người ta không cần phải quan tâm. Bởi vì người đó mà bị cái té thì sẽ có người khác lo, tới hệ thống an ninh, xin lỗi gọi là an sinh xã hội, qua bảo hiểm y tế nó sẽ lo việc đó. Nhà người nào bị đụng thì sẽ có bảo hiểm xuống lo. Hoặc là ra đường hai xe mà đụng nhau á, thì cũng không cần phải cãi vã làm gì, bởi vì cãi quả đâu được lết, mà ngược lại có thể làm cho hai bên mất lòng. Thậm chí có nhiều người xe cũ quá cố tình đụng vào người khác, đụng vào xe khác để được bảo hiểm đổi xe mới. Cái chuyện đó bảo hiểm lo hết. Và nó bảo hiểm nó có là hai loại, loại một chiều, loại hai chiều. Là một chiều nghĩa là người khác đụng vào mình á, thì mình được bảo hiểm đền một cái chiếc xe mới hoàn toàn, nếu mình có đóng tiền bảo hiểm đàng hoàng. Còn người mà mình đụng người khác thì mình phải đền, hoặc là bên kia họ đền, vân vân. Đó là một chiều. Còn hai chiều, dù mình đụng ta hay là ta đụng mình, cũng có công ty nó lo một cách rất là đàng hoàng, chứ phải giống như là ở những nước nghèo. Mỗi lần mà nhận cái gì thuộc về bảo hiểm y tế, nó có phân biệt đối xử, hay là bảo hiểm xe cộ, bảo hiểm gì đó, khi mà nó đổ nợ ra không biết đi tìm ở đâu. Báo chí đưa tin nhiều lắm. Tức là người ta phải nương vào cái hệ thống an sinh xã hội để chấn áp cái nỗi sợ hãi về bệnh tật, về
chết chóc, về sự cô đơn, về những cái này cái nọ vân vân, thậm chí là về sự trộm cướp, cứ để cho người khác vào gọi là ăn cắp đồ của mình, rồi chỉ cần báo lên ở trên cái công ty bảo hiểm mà mình đăng ký bảo hiểm về tài sản rằng mình bị đánh cắp, lấy những biên lai ra nạp cho họ là mình có thể được người ta xuống quan sát để đánh giá trị những cái gì đã mất, rồi theo đó là người ta mua lại cho mình những cái mới. Thì đó là cái cách mà chấn áp sợ hãi thôi. Cho nên có nhiều người Việt Nam, xin lỗi, nói chung là người nào mà chưa có được cái sự giác ngộ rõ ràng về đạo lý nhân quả rằng vay thì phải trả, lợi dụng người khác thì cũng phải trả thôi, sẽ làm những công việc là lợi dụng vào những cái lỗ hổng lớn của cái chế độ an sinh xã hội, sẽ làm những chuyện gọi là khai khống, mình không có mình nói thó, có ít mình nói nhiều, mua cái món hàng giá trị nó chỉ có 5 đô, mình kêu người viết rồi cho mình là 100 đô để khi được bảo hiểm nó tăng lên gấp 20 lần. Cái nghĩa là chỉ cần ở không và đóng tiền bảo hiểm là mình có thể sống quanh năm suốt tháng khỏe re. Như vậy là cái cách thức chấn áp sự sợ hãi nó không mang lại chúng ta một cái sự an ổn thật sự lâu dài. Bởi vì đến một lúc nào đó người ta sẽ phát hiện ra. Và dĩ nhiên hiện nay ở các nước phương Tây người ta phát hiện người Việt Nam khai khống nhiều lắm. Chúng tôi qua bển đọc một cái tờ báo, bên Úc hồi năm ngoái đọc tờ báo, có một anh chàng Việt Nam là có công ăn việc làm nhưng mà khai thất nghiệp. Để gì? Để nhận gọi là cái tiền trợ cấp á. Mà anh ta khôn lắm, khai ở 5 bang khác nhau của nước Úc. Bên nước Úc thì nó không làm hệ thống gọi là chứng minh nhân dân và hộ khẩu. Mỗi người chỉ có một cái bằng lái xe với lại một cái thẻ bảo hiểm y tế thôi, đi đâu có thể sống được hết. Và trong hai cái thẻ này không hề có dán hình và không hề có dấu hoa tai, bởi vì cái an ninh của họ tốt, cho nên các cái nhu cầu đó không cần thiết. Và do đó cứ khai khống, khai nhiều bang, cứ đến tháng như vậy là anh ta đi máy bay từ bang này sang bang kia để lãnh tiền. Rồi tình cờ bị phát hiện đó. Rồi từ đó chế độ chính phủ của Úc phải làm một cái thao tác để mà quản lý, tránh những tình trạng khai khống đó bằng cách là phải dán cái hình lên, đưa vào hệ thống vi tính hết. Và hệ thống vi tính nó là liên mạng. Ở bang này chúng ta chỉ cần bấm tên người đó là xuất hiện hình, rồi lai lịch, rồi tuổi tác, rồi bệnh tật, tất cả những thứ đó được hiện lên đó, cho nên là không còn khai khống được nữa. Cái chế độ an sinh xã hội nó giúp cho những người khác có thể được an ninh, là bởi vì kẻ bằng cùng có thể sanh ra đạo tật, có thể có bị khủng hoảng tâm lý dẫn đến những cái hoạt động hay những hành vi không có lợi cho cộng đồng. Cho nên hệ thống an sinh xã hội nó giúp cho những con người thất nghiệp, không có công việc làm hay là nghèo cùng khốn khổ vẫn có thể đủ tiền để sống. Và nhờ đó cái nào khủng hoảng về khủng bố trong xã hội đối với đời sống cộng đồng nó được giảm thiểu đến mức tối đa. Nhưng mà khi cái hệ thống này nó được nâng lên á, thì dĩ nhiên nó tạo ra một cái cản lực đối với những con người mà hơi ma lành chút xíu. Nói theo giờ Phật đó là thiếu tuệ giác, cho nên khai thác để tạo ra những cái nỗi khủng hoảng mới. Tức là người ta sợ những con người Việt Nam làm như vậy, cho nên phải ra cách thức này kích thước lò để chặn đứng những thứ đó. Như vậy là cách thức chấn áp sợ hãi, chúng ta chặn đầu này nó đẻ ra đầu kia, bịt đầu này nó chui ra lầu đỏ, nghĩ nhiên là nó không bền, không dứt điểm. Thì cái tưởng mà ban đêm thành ban ngày cũng vậy, cái loại tưởng ngày thành đêm cũng vậy. Tức là chúng ta sợ hãi cái sự cô đơn, mà ở nhà một mình như vậy thì nó buồn, nó chán, mà nó cảm thấy sao, mà nhất là những người lớn tuổi. Do đó là sau nhiều năm ở hải ngoại, những người lớn tuổi muốn trở về Việt Nam để sống là vậy đó, vì chấp nhận sự cô đơn không nổi. Và một ngày như vậy 12 tiếng nó trở thành 24 tiếng, 36 tiếng, 48 tiếng, nó tùy theo cái mức độ, cái cường độ mà chúng ta nhân cái sự sợ hãi lên đó. Thì thời gian nó sẽ kéo dài đằng đẵng ra. Cho nên mình tưởng ban ngày trở thành ban đêm để chi? Để thấy con cái mình trở về, có người tâm sự, có người chăm sóc, có người nói năng, có người chia sẻ. Tất cả những thứ đó
Cái tưởng tượng trong trường hợp này, tức là mình đang ban ngày mà mình tưởng thành ban đêm, để cái nỗi sợ hãi về sự thiếu vắng, về cô đơn, không được nói chuyện, không được trò chuyện, không được tâm sự với người khác, nó giảm thiểu, đều là những giải pháp tạm thời. Và lúc phản tác dụng rất là cao. Mặc dù cái tình trạng này rất ít, nhưng mà Đức Phật vẫn nêu ra như là một sự kiện. Nếu như chúng ta vấp phải những cái tình huống đó, chúng ta biết cách để mà khắc phục. Trường hợp thứ hai nó đa dạng hơn, đó là tưởng ban đêm thành ban ngày. Có nhiều người không chấp nhận ban đêm được, và nhất là những người sợ ma, hoặc là đặc biệt những gia đình nào mới có một người bất hạnh qua đời. Thì những người mà đã từng nằm chung cái giường với người đó, kế bên cạnh người đó, đi tới cái chỗ nào liên hệ đến hình ảnh người đó là bỗng dưng hình ảnh con ma xuất hiện. Sợ lắm. Thì có nhiều người là trong thời gian một tuần, hai tuần đi vô khác chơi, rồi có quên nổi sợ hãi đó, về mới có thể dám ngủ trên cái giường của người thân mình qua đời. Cái âm ảnh nó lớn lắm, nó khống chế. Cho nên là dù mình đang ở ban đêm mà nhất là ở một mình, phải bật đèn lên cho thật sáng trưng, bởi vì họ quan niệm rằng ma không xuất hiện dưới ánh sáng. Bởi vì truyền thuyết nói vậy. Cho nên tin nạp vào cái những dữ liệu đó, như là muốn trấn áp cái cơn sợ ma là cứ bật đèn sáng vào ban đêm, hoặc là quán tưởng rằng dưới cái tác dụng của ánh sáng mình đang ở ban ngày, nghĩa là ma sẽ không xuất hiện, và do đó cơn khủng hoảng về sợ ma nó sẽ biến mất. Làm sao được? Bởi vì cái sự sợ hãi nó nảy sinh từ cái tâm, cái nhận thức, chứ đâu phải là nó phát sinh từ những biểu hiện vật lý hay là quan năng bên ngoài. Do đó quán tưởng trong trường hợp này sẽ không thành công. Ở các nước phương Tây, dần dần người ta đã bỏ đi những cái khung hình phạt tử hình, bởi vì họ nghĩ rằng là khi một người tử tù qua đời, các nước mạng sống, họ sẽ không có điều kiện để làm mới chính mình, sửa đổi để đời sống đạo đức, nhận thức. Và do đó, vĩnh viễn họ sẽ trở thành những con người xấu. Cho nên họ bỏ khung phạt này bằng cách là thay thế vào những khung hình phạt khác. Đó là giáo dục. Tức là cho sách vở, báo chí, phim ảnh tốt, mà chất liệu giáo dục nhiều chừng nào, khi họ tiếp xúc thì sự chuyển hóa nó sẽ phát sinh. Và nếu như bàn tay này đã từng giết người thì bàn tay này sẽ làm những công việc mang lại sức khỏe, mang lại tuổi thọ cho người khác. Cái tinh thần đó rất gần với đạo Phật. Và có nhiều cái nơi người ta làm bằng cách thức đó là gọi là cho những người hướng dẫn đời sống tâm linh của các tôn giáo vào để giảng kinh thuyết pháp cho những người này, hiểu được đạo đức, nhân quả, nghiệp báo, rồi tự động con người của họ nó trở nên thánh thiện thôi. Thì có một anh tử tù sẽ phải bị xử hình một cách rất là khốc liệt sau 3 ngày. Thì trước khi mà tuyên bố xử hình như vậy là người ta mới cho một vị thiền sư vào để thuyết pháp. Anh này ảnh bị ám ảnh, anh sợ lắm. Mỗi lần mà đêm xuống như vậy thì anh thấy rằng cái mạng sống của mình nó bị rút ngắn lại hết một ngày, và cái chết nó diễn ra gần hơn, nó nguy hiểm hơn, nó đau đớn hơn. Càng tưởng tượng đến ban đêm thì nỗi đau khổ nó kinh hoàng, nó tác động, nó chi phối. Cho nên sợ ban đêm, sợ đến độ mất ngủ. Chỉ còn đến 3 ngày nữa là mình chết rồi mà còn bị mất ngủ. Dĩ nhiên mất ngủ nó tạo cảm giác cao có, khó chịu, căng thẳng, nhức đầu, mỏi mệt, uể oải, và khủng hoảng tăng nhiều hơn. Thì vị thiền sư này đã dạy anh ta cái phương pháp quán, đó là cái sức sống của con người này không phải là của tôi không bị lệ thuộc vào cái con người năm nhóm hợp thể này. Đó là sắc thân, đó là dòng cảm xúc, đó là các ý niệm bá, đó là sự tưởng tượng, đó là cái nhận thức phân biệt. Chúng ta không lệ thuộc vào nó. Con người đau khổ là bởi vì cái dòng cảm xúc nó xuất hiện. Cảm xúc nó quyết định khổ đau hạnh phúc. Còn nếu như chúng ta quán tưởng rằng cái dòng cảm xúc đó không thuộc về mình, mình không lệ thuộc vào nó, thì bỗng dưng cái khổ đau nó biến mất thôi. Và cứ quán tưởng như vậy đi, đừng để ý đến ngày và đêm. Ngày diễn ra như một chu kỳ, đêm diễn ra như một chu kỳ. Đừng để ý tới nó. Cứ quán tưởng rằng mình không bị lệ thuộc, thì anh sẽ chiến thắng được cái nỗi khổ đau về cái chết.
Thì nghe vị thiền sư dạy như vậy là tối ngày hôm đó anh ta nằm xuống ngủ một cái giấc ngon lành. Và dĩ nhiên 3 ngày sau anh ta chết cũng là chết một cách rất là an tường. Và trong trường hợp đó Đức Phật nói với một cái cặn tử nghiệp, tức là những cái hạt giống về nhận thức, về cách ứng xử, nó mang cái khuynh hướng là an lành, tự tại, thông dong, cải hối, hướng thượng, thì con người đó đó nhờ những cái động lực này giống như một cái bích tông rất là mạnh đẩy người đó vào một cảnh giới đẹp, hoặc là vào một cái môi trường, vào những gia đình mà nơi đó nó chỉ thuần là những cái sự tiến bộ, những sự hướng thượng chứ không có cái sự tiêu cực, rất là tốt. Cho nên là sống an lành, chết an nhiên, tự tại, cái đó là thái độ và tinh thần của những người con Phật. Như vậy là cái phương pháp quán tưởng ngày thành đêm, đêm thành ngày là một cái ví dụ điển hình về cái loại quán tưởng để chấn áp. Và chúng ta có thể suy luận ra từ lời dạy của Ngài rằng đừng bao giờ vận dụng phương pháp quán tưởng để chấn áp khổ đau, mà phải nhìn vào mặt mũi của khổ đau là gì, nhìn vào cái gương mặt của sợ hãi là gì, thì chúng ta sẽ chiến thắng được nó. Phương pháp thứ 5 Đức Phật dạy chúng ta đó là khi một cái nỗi sợ hãi xuất hiện ở trên ngài, nhất là những cái năm, những cái ngày cuối cùng trước khi thành đạo, tất cả những loại ma phiền não, ma tham, ma sân, ma si, ma hưởng dục nó xuất hiện dưới hình ảnh của Gia Du La La là vợ của ngài, dưới hình ảnh của những gọi là hằng nga tiên nữ, dưới hình ảnh của vô số những cái cám dỗ khác, nó làm cho đôi lúc ngài có thể bị chao đảo. Nhưng mà ngài đã chiến thắng được nó bằng cách là ngài quan sát lại rằng cuộc đời của ngài từ khi mà xuất gia theo Bắc Tông đó là 11 năm, 5 năm tầm sư học đạo, 6 năm khổ hạnh, và nói theo Phật giáo Nam Tông là 6 năm thôi, chưa hề tạo bất cứ một cái nghiệp xấu nào cả. Và trong suốt cái thời gian làm Đông Cung Thái Tử, hay là một người chồng, là một người cha, vân vân, hay là làm một cái người cầm cân nảy mực giúp vua cha, chưa hề làm những việc xấu. Thanh tịnh về lời nói, về việc làm, về ý nghĩ và tất cả những trạng thái tâm lý như chúng ta đã học ở trong tuần trước, 16 trạng thái tâm lý hoàn toàn không có mặt. Cho nên tại sao chúng ta phải để cho cơn sợ hãi nó xuất hiện và nó chinh phục? Khi đời sống mình hơi bị lem nhem, tư cách mình nó không được trọn vẹn, nó có những cái tì vết, nó có những cái vết nhơ, nó có những cái này cái nọ, cho nên chúng ta phải sợ. Sợ người khác biết, sợ cộng đồng hay, và chúng ta cố tình giấu những thứ đó. Cho nên Đức Phật dạy là cái phương pháp mà hay nhất á, là chúng ta phải quán chiếu lại mình, xem mình về cái phẩm mạnh, tư cách, đạo đức có gì chưa, có hoàn bị chưa. Nếu như chúng ta đã hoàn bị thì không có gì phải sợ hãi trước quần chúng, không có gì phải sợ hãi trước pháp luật, không có gì sợ hãi trước những sự mà người ta chu dập, ghét bỏ, thị phi, chê trách, vân vân, không cần phải sợ. Cứ ngang nhiên mà đi theo tinh thần mà Nho giáo đã nói là uy phủ bất năng khuất, bằng tiện bất năng di. Dù sống trong một cái hoàn cảnh khốn đốn nghèo khó, chúng ta vẫn giữ lập trường tạo sự an lạc thảnh thơi cho chính mình. Hoặc là bị người ta dùng áp lực, người ta áp buộc, người ta gọi là chu dập này nọ để cho mình khủng hoảng, mình sợ, mình theo, mình có thể trở thành một cái cây anten phát sóng một cách không ăn lương. Hoặc là chúng ta có thể trở thành một cái con người gọi là làm cái chức năng cái loa cho những người khác. Hoặc là chúng ta tình nguyện để mà tạo những cái sự bất hòa, đem thông tin này báo qua bên chỗ khác đối lập, rồi đem thông tin đó là báo qua cho bên này, cho hai bên nó mâu thuẫn lẫn nhau dưới cái áp lực của một người nào đó. Và trong lịch sử chúng ta thấy là vô số con người đã phải làm những công việc này, trở thành những cái anten, những cái loa phóng thanh cho một cái chính sách, cho một cái học thuyết, cho một cái chủ nghĩa, cho một ý thức hệ vân vân. Mà đôi lúc tất cả những thứ đó nó đi ngược lại cái nguyện vọng lợi ích của con người, của cộng đồng, của sự hướng thượng. Tất cả những thứ đó tinh thần nhà Phật dạy chúng ta là phải vô sở úy, không sợ hãi. Mà muốn có được sự không sợ hãi này, dĩ nhiên là tư cách của phẩm hạnh chúng ta phải đàng hoàng, phải trang bị cho mình. Như vậy Đức Phật dạy chúng ta hãy bồi dưỡng từ ngay trong bản chất. Mình phải đủ một cái chất liệu nào đó thì bỗng dưng rằng là con người mình nó đủ tự tin,
con người mình nó trở thành bất khuất, con người mình trở thành hiên ngang, khí phách, không sợ gì cả. Cái này rất là khó, nhưng mà vẫn làm được. Rồi cuối bài kinh này Đức Phật dạy chúng ta đó là nhờ cái phương pháp tu tập viễn ly, một cách là có phương pháp, cho nên Ngài đã viễn ly hết tất cả những thứ về phiền não, nghiệp chướng, tức là liên hệ về đời sống nội tâm. Rồi viễn ly về những cái thuộc về phàm tục, thuộc về trần thế, thuộc về những cái phàm phu, vân vân. Mà nhờ đó Ngài đã chứng được gọi là bốn cái cấp độ thiền, và diệt được hết tất cả năm cái trở ngại của đời sống thiền định, đó là tham dục, sân hận, hôn trầm, thùy miên, dao động và hoài nghi, tạo cho mình được một cảm giác hỷ lạc thật sự, an lạc thật sự, thanh thoát thật sự, giải thoát thật sự. Và dĩ nhiên từ cái chất liệu an lạc, thanh thoát, giải thoát đó, Ngài đã mang lại lễ cho rất nhiều người. Và với trạng thái đó, Ngài hướng tâm chứng đắc được ba minh, đó là cái trạng thái tuệ giác của đời sống quá khứ của bản thân, tức là biết được mình ở trong đời này làm cái gì, sanh trong gia đình của ai, rồi với chú xứ địa lý như thế nào, nhà cửa của cải, tài sản, danh tánh, vị trí xã hội, cách ăn mặc, dòng cảm xúc, các mối quan hệ, từ cái đại cương cho đến chi tiết. Cái đó là một trạng thái biết về bản thân mình của quá khứ. Cái trạng thái giác ngộ thứ hai, đó là Ngài đạt được cái sanh tử trí, có nghĩa là biết được cái sự sanh tử sống chết, cái thân phận hạnh phúc khổ đau, nghèo hèn, hay là những thứ mà chúng ta thấy ở trong cuộc đời này đều là hệ quả của nghiệp. Cái đó là chúng ta biết được người khác ở trong góc độ quá khứ và tương lai. Và trạng thái thứ ba, đó là lộ tận trí, biết được rằng mình không còn phiền não nữa, như cái cách mà Ngài quán chiếu. Mình không còn những cái nghiệp lực nữa, mình không còn những cái gì xấu xa về nhận thức, về hành động, về lời nói cử chỉ, việc làm trong giao tế, vân vân. Và thông qua đó khẳng định rằng đời này sanh, gọi là sanh đã tận, có nghĩa là cái đời sống sanh tử của đời này đã chấm dứt. Phạm hạnh đã thành, có nghĩa là tất cả những thánh hạnh thanh cao đưa mình từ một người phàm trở thành một vị thánh nhân, trở thành một vị Phật đã đạt được, và không còn trở lại trạng thái sanh tử này nữa, có nghĩa là vĩnh viễn không còn tái sanh theo nghiệp lực, nhưng mà vẫn có thể còn tái sanh do sự phát nguyện độ sinh, bởi vì mình đã biết được rằng tất cả những việc cần làm, đã đạt được gánh nặng số, tức là gánh nặng của sanh tử, của nghiệp chướng, của phiền não, của khổ đau, vân vân, của sợ hãi. Thì đó là ba trạng thái được gọi là tam minh, tức là ba trạng thái sáng suốt, cái giác ngộ. Và khi tu tập chứng đắc được các thiền quả, chúng ta phải chuyển tâm mình về ba cái minh này, bằng không mình sẽ rơi vào trạng thái gọi là diệt thọ tướng định, giống như ngoại đạo, và cho rằng đó là hệ quả, kết quả cứu kính của sự tu tập, thì chúng ta bị sai lầm. Thì rất tiếc là chúng ta hết giờ, chứ bằng không thì triển khai nhiều về cái trạng thái tứ thiền cũng như là tam minh. Và nếu như về sau này chúng ta có bắt gặp những bài kinh chuyên về phần đó, chúng tôi sẽ triển khai rộng hơn. Bây giờ chúng ta sẽ có 15 phút để thảo luận. Còn cái nhận xét căn bản về bài kinh này thì có 3 ý. Đó là nếu các bài kinh trước dạy chúng ta giá trị của sự viễn ly dẫn đến sự giải thoát, giác ngộ, thì cái con đường gột rửa các cái bận nhơ của nội tâm là một yêu cầu rất cần thiết. Và thiếu yêu cầu đó, chúng ta tu sẽ không có kết quả. Cho nghĩa là tu tập phải tu tập về nội tâm, chứ phải tu tập về hình thức. Cái thứ hai, chúng ta thấy là Đức Phật vẫn có phải có nhiều giai đoạn khác nhau. Có những giai đoạn Ngài làm đạo, có những giai đoạn Ngài ẩn tu, ẩn cư. Và Ngài khuyên tất cả các vị tỳ kheo, các vị cư sĩ cũng phải làm như vậy. Nó tạo chúng ta một cái cách suy nghĩ rằng là mỗi một con người như vậy tối thiểu có hai giai đoạn. Nếu là một người tu, giai đoạn đầu tiên là chuyên tu, tức là chuyển hóa tất cả những phiền não, nghiệp chướng, những cái gì xấu xa cho con người mình trước, hoàn tất sự phần đó thì mới dẫn thân vào con đường thứ hai, hay là giai đoạn thứ hai, đó là giai đoạn hành đạo. Thì như vậy con đường tu tập nó sẽ bền. Hay nói một cách khác là một người mới tu, chúng ta nên phát triển về trí tuệ, đừng nuôi lớn từ bi sớm. Vì nuôi sớm từ bi mà thiếu cái nền tảng của trí tuệ, chúng ta dễ dàng bị cám dỗ, núp dưới danh nghĩa của tình thương, giúp cái danh nghĩa của từ bi, nhưng mà nó có thể trở thành một cái tình yêu giới tính, chúng ta sẽ bị quật ngã.
Và khi có được cái giai đoạn nội lực về tuệ giác rồi á, thì lòng từ bi hãy bắt đầu thi thố và thực hiện. Thì lúc bây giờ chúng ta làm, gặp những trở ngại nhân tình thế thái hoặc ta không hiểu mình á, mình không bị phiền não chi phối. Cho đây là hai giai đoạn, giai đoạn tự tu và giai đoạn gọi là áp dụng cái tu đó làm lên cho người khác, cho cộng đồng, cho những người xung quanh. Ý thứ ba đó là để cho một cái cộng đồng được an lạc hạnh phúc đó, chúng ta phải có thật là nhiều những con người biết đời sống viễn ly về nội tâm. Không phải chỉ có người tu mới viễn ly, mà những người tại gia cũng phải viễn ly, nhất là làm công tác từ thiện xã hội, làm những công việc cộng đồng. Viễn ly cái thành tựu mình nhiều chừng nào, viễn ly những cái sự hãnh diện, tự hào, thỏa mãn chừng nào, thì chúng ta mới trở thành con người cao thượng và lớn mạnh chừng đó. Đó là ba ý chính mà chúng ta có thể rút tỉa ra từ cái bài kinh này. Còn dĩ nhiên cái ý tưởng quan trọng nhất vẫn là cái cách diệt trừ sự khủng hoảng một cách có phương pháp. Bắt đầu từ nhận thức sáng suốt thì mới có thể dẫn tới kết quả lâu dài. Về câu hỏi thì chúng ta có ba câu. Đó là điều gì có thể làm cho bạn có cảm giác sợ hãi kinh hoàng không bao giờ quên được? Bạn hãy cho biết tại sao điều đó đã làm cho bạn sợ hãi mà không phải là điều khác. Tuy nhiên mỗi người nó có một cái cách thức sợ riêng, có đối tượng sợ riêng, nhưng mà mình thử phân tích tại sao mình sợ cái đó. Câu thứ hai đó là bản chất và nguồn gốc của sự sợ hãi là gì? Theo quý vị suy nghĩ, có thể dựa vào kinh điển, có thể dựa vào cái kinh nghiệm của bản thân. Và điều thứ ba nó liên hệ đến câu hỏi đầu, đó là trong các kinh nghiệm và cách thức khống chế nỗi sợ hãi một cách thành công của Đức Phật, bạn tâm đắc với cách nào nhất? Và đã từng áp dụng một cách vô tình nào chưa trong quá khứ của mình? Và tại sao? Thì chúng ta có 10 phút để 15 phút để thảo luận. Thì bây giờ chúng ta áp dụng cái cách gọi là chia tổ. Mình có nhiều tổ, có tất cả là 8 à, 9 tổ. Thì bây giờ chúng tôi không biết tổ nằm ở chỗ nào hết trơn. Thì bây giờ cứ mặc định như thế này. Tổ 1 trả lời, tổ 2 phản biện, và các tổ kia còn lại làm gọi là trọng tài. Bây giờ xin quý vị trong tổ 1 phát biểu. Dạ bây giờ vậy là mời tổ A1 phát biểu trước. Rồi cái tổ 5 là gì? Kêu bằng ABC hả? Như vậy thì thôi giờ chúng ta mặc định lại. Bây giờ tổ A1 phát biểu. Rồi tổ C3 có không? Tổ C3 phản biện và các tổ còn lại sẽ làm trọng tài. Kính bạch thầy, thưa tất cả các quý vị hiện diện, chúng con xin thay mặt tổ 1 được phát biểu. Bạch thầy, cái câu hỏi thảo luận thứ nhất là điều gì có thể làm cho bạn có cảm giác sợ hãi kinh hoàng và không bao giờ quên được? Bạn hãy cho biết tại sao lại sợ điều đó mà không phải điều khác. Kính bạch thầy, con kể xin kể một câu chuyện thời thơ ấu. Có một lần con đọc ở trong cái khoa học tạp chí, người ta phát giác ra rằng con người ta chết đi thường vội vàng chôn cất, ít nhất phải để 24 tiếng, nhiều đám chôn cất vội vàng, rồi đến khi cải táng thì thấy cái bộ xương nằm nghiêng hoặc làm chấp, chứng tỏ rằng người chết chưa chết mà thân nhân đã vội vàng đem chôn. Thế thì kính bạch thầy, thời đó chúng con còn thơ ấu, con đọc đấy rồi con cứ ám ảnh, đêm đêm con bảo thế rồi mình cũng lại rơi vào cái trường hợp đó nhỉ, thì làm sao đây? Nhìn đến cái hòm thì nó kín như bưng, rồi nó cứ ám ảnh một thời gian, có khi mất ngủ, rồi nó cứ gieo rắc cái sự sợ hãi. Rồi một bữa con chợt tỉnh ra thế này: ai chẳng là một lần chết, ai có ai thoát chết đâu. Thì nếu mà mình
không may thân nhân mình chưa chết mà thân nhân đã chôn mình thì cũng đành vậy chứ sao mà cứ sợ hãi, ai chẳng là một lần chết. Thì kinh bạch thầy, đương đầu với sợ hãi thì không còn sợ hãi gì. Đó là ý kiến của chúng con. Vâng. Dạ, cái câu hỏi được trả lời rất là hay, nhưng mà thiếu đi một vế. Đó là tại sao cái đó làm cho mình sợ hãi nhất mà không phải là cái khác? Tại sao bác sợ chết mà không sợ những cái khác? Ví dụ như sợ thất tình, hay là sợ thất nghiệp, hay là sợ bị bệnh tật, hay là sợ này nọ. Bây giờ chúng ta sẽ lắng nghe cái phần phản biện của tổ C3. Xin chuyển máy xuống bên dưới. Không biết là im lặng trong trường hợp này là sợ phát biểu chi phối hay là sợ cái gì ạ? Học bài kinh này xong rồi quý vị phải mạnh dạn. Mạnh dạn đừng có sợ gì cả. Nếu như là dạ, mời. Kính thưa thầy, kính thưa các bác anh chị. Tôi xin phản biện lại lời bác vừa nói. Ở đây bác nói rằng là đành phải, nếu trong trường hợp mà mình sắp sửa chết mà mình thấy xung quanh đều tối đen hết trơn thì thôi, đành để cho người thân mình bức tử mình. Như vậy thì cái ý đó thì tôi xin không đồng ý với lại bác Hy. Là nếu bác nói thôi đành để trước sau gì cũng chết có một lần này, thôi mình đành để cho người thân vâng chôn cất mình, thì cái đó là cái ý không đúng. Cái thứ hai, bác Hy không sợ rằng là mình chết như vậy thì cái cận tử nghiệp nó đến như vậy thì mình có sợ hãi chăng khi mà mình không biết được cái nẻo về của mình sắp tới? Đó là cái ý thứ hai của tôi. Đáng lẽ mình phải sợ hãi cái chuyện là mình không, trong cái lúc cận kề như vậy, tại sao mình không tạo cái đường đi tiếp theo của mình? Đấy, đó là con xin phép được phản biện như vậy thôi thầy ạ. Kính thưa thầy, kính bạch thầy và kính thưa quý đạo hữu, như là ý kiến của bác Huy và ý kiến của đạo hữu dưới, thì phải nói rằng là một cái câu hỏi mà rất lớn đặt ra cho mọi người chúng ta khi đang sống là khi ta chết thì như thế nào. Đúng như bác Huy nói hồi nhỏ đó, là chúng ta cũng sợ là chết mà chưa chết hẳn, bị chôn nghiêng qua nghiêng lại đã sợ rồi. Nhưng mà thực ra ngay cả khi mà chết thật thì bị chôn đi thì chúng ta cũng rất là lo sợ. Thường thường cái câu hỏi lớn, rất là lớn đặt ra với tất cả mọi người là khi chúng ta sống như thế này và khi chúng ta chết thì chúng ta sẽ đi về đâu, chúng ta sẽ như thế nào. Và tôi cho rằng là, và con cho rằng là chúng ta sẽ có thể trả lời được cái câu hỏi là khi chúng ta chết chúng ta đi về đâu nếu chúng ta trả lời, chúng ta nói cái câu là bây giờ khi đang sống chúng ta đang làm gì, chúng ta sẽ đi về đâu, thì chúng ta biết là khi chết chúng ta sẽ như thế nào. Nếu mà chúng ta chết sống như nãy thầy giảng, sống như là rất là tốt đẹp, rất là đạo đức, không làm điều gì xấu hết, thì ngay tại bây giờ, ngay tại lúc sống chúng ta đã được hưởng tịnh độ, hưởng yên vui rồi. Và chúng ta cũng không có sợ là chết đi về đâu, sợ cái đó là mình sợ là cái kiếp sau của mình. Chứ còn thiệt ra cái thân xác đó thì mình ta chôn cũng được mà không chôn cũng được, không chôn đốt cũng được. Đốt thì có nơi là sẽ mang cái xương đó đem vô chùa tùy theo phong tục, có nơi thì người ta ra sông ra biển ta rải ra, thì cái thân xác nó cũng không quan trọng. Mà cái mà chúng ta quan trọng là chúng ta nghĩ rằng là cái đời sau của chúng ta sẽ như thế nào, thì chúng ta cứ nghĩ rằng bây giờ chúng ta sống như thế nào thì chúng ta sẽ biết được cái đời sau. Nếu bây giờ chúng ta sống tốt thì cái hạt giống tốt đã ươm tẩm và như vậy đời sau sẽ tốt. Dạ, cả ba phần đều rất là hay. Cái kinh nghiệm của bác Huy á, là nó bắt nguồn từ bản thân về cái nỗi sợ hãi cái chết, liên hệ đến cái quan hệ
ở trong những người thân. Nhưng mà cuối cùng bác đã đưa ra một cái giải pháp, đó là bác khắc phục, bác vượt qua được cái sự sợ hãi về cái chết. Và cái lời phản biện của một anh cư sĩ bên dưới cũng rất là hay, nhưng mà nó là một cái cách phản biện về cái nỗi sợ hãi cái chết của người khác. Còn bác sĩ Lệ thì trao đổi và chia sẻ với chúng ta một cái kinh nghiệm, đó là chúng ta hãy đặt ra những câu hỏi, đừng nghĩ gì về cái mà chúng ta sẽ chết đi về đâu, và hãy nghĩ gì về những cái mà chúng ta sống đang đi về đâu, thông qua cái chủ nghĩa hành động, đạo đức, việc làm, nghề nghiệp. Cái đó quan trọng hơn. Nếu chúng ta xác định được điều đó thì chúng ta biết chắc chắn 100% rằng mình sẽ về cõi trời hay về cõi người hay là về chỗ này chỗ nọ. Thì đó là một cái cách chia sẻ cũng rất là hay. Riêng chúng tôi xin chia sẻ thêm với toàn thể quý vị, đó là có nhiều người có những nỗi sợ hãi về cái chết khác nhau lắm. Có người thì không chịu nổi cái sự lạnh lẽo và nước, nhất là những người không biết bơi, thì có cảm giác là không bao giờ muốn mình bị chôn dưới lòng đất. Có nhiều người vào trong chùa nói thầy cho tôi để cốt, mà dầu cốt đầy rồi, bởi vì chôn ở dưới lòng đất nó lạnh dữ lắm, rồi dòi nó ăn rồi nó rút rỉa này nọ, vi trùng nó cắn vô, nghĩ đến cái đó nó sợ dữ lắm, không muốn. Thì có người lại thích chôn mà không thích thiêu, họ nói là bây giờ thiêu nó đóng dữ lắm thầy ơi, nó lên tới cả 100 độ mà nó kéo dài đến mấy tiếng đồng hồ vậy, hỏi chứ chịu sao cho nổi. Mà chết là làm sao còn cái cảm giác mà biết đau khổ, mà người ta vẫn cứ sợ thôi. Vẫn cứ sợ, nhưng mà có một người là không sợ. Nhiều người lắm, nhưng mà cũng có những người không sợ. Là hai cha con mà ông già đến tuổi già nua, không còn làm được gì hết. Mỗi ngày như vậy chỉ ngồi trông ngóng là con trai của mình về để cùng ăn cơm tâm sự. Nhưng mà người con ngày càng cảm thấy rằng là người cha cho nên vô dụng, nên nảy ra một cái tâm niệm bất hiếu, đó là giết chết người cha của mình. Nhưng mà không biết giết như thế nào để cho ông đỡ khổ đau, mà mình là nhẹ gánh tăng bồng. Cho nên người ta mới đi mua một cái hòm về, rồi là bỏ một cái loại thuốc mà có tác dụng kích thích, làm cho ông hơi mơ mơ màng màng, đặt ông ta vào trong cái hòm đậy nắp lại. Nhưng mà không đóng đinh, sợ ông ta chết thở, chết mà nín thở. Đã muốn giết chứ cha, nhưng mà cũng còn có nỗi sợ hãi ám ảnh là để cho cha chết một cách làm sao đó. Đừng có khủng hoảng kinh hoàng lắm. Khi mang vác cái hòm ra ngoài cái mé sườn á, rồi muốn quăng cái hòm nó xuống vực thẳm để ông chết, vì ông đang mê, cái cảm giác đau nó không có. Thì lúc đó đó, anh ta lắng nghe được cái tiếng gõ cốc 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 ở trong cái hòm gõ lên á. Ông hoảng hốt quá mở ra. Ông cha ông nói là: "Con ơi, con muốn giết chết cha dễ lắm, cứ quăng cha xuống vực rồi đem cái hòm về nhà, biết đâu sau này con của con có chỗ dùng." Nói vậy cái ông ta sực tỉnh liền, thấy rằng là cái lòng bất hiếu của mình lớn, nhưng mà người cha lúc nào cũng thương yêu chiều mến mình. Ông ta nằm đâu có mê gì đâu, nhưng mà ông ta lặng lẽ để cho con mình gọi là biểu hiện những bất hiếu như thế này thế nọ, rồi điểm vào một cái câu thôi mà có thể làm cho người đó giác ngộ. Và dĩ nhiên trong trường hợp này chúng ta thấy là ông già này hoàn toàn không có khủng bố về cái chết, cái chết không chi phối được ông ta. Và nhờ đó ông ta đã sống một cách rất an lành. Thì đây là cái trường hợp điển hình, chúng ta thấy rằng là nếu như mình không sợ chết thì mình sống rất là dài. Và ai là những người bị bệnh thì hiểu điều đó hơn ai hết. Nhất là những người bệnh suy vi gan C. Mà càng khủng hoảng càng lo lắng thì cái cơn bệnh nó bộc phát 10 lần 20 lần nhanh hơn. Và tương tự những loại bệnh ung thư cũng vậy. Chúng ta không sợ nó thì nó để cho mình sống hoài. Cho nên có ai lâu lâu hỏi chúng tôi tại sao còn trẻ bệnh hoài vậy, không khỏe. Rồi nói với nếu không bệnh rồi di trùng thất nghiệp làm sao. Để cho nó có công ăn việc làm chút xíu. Và người nào bệnh thì quý vị nên nhớ là ít có chết lắm, bởi vì chết là ai chịu khổ. Cho nên cứ sống đi, mà có bệnh nhiều, bệnh lắc nhắc hoài là biết rằng người đó sống dài. Cho nên quý vị cứ tin tưởng là thấy người nào bệnh đừng có lo sợ. Và nhờ cái không lo sợ của mình, người đó có thêm được niềm tin. Và chính bản thân của những người đó phải có niềm tin. Thì như vậy cuộc sống nó sẽ được an lành. Và chúng ta sẽ biết rằng chúng ta đang đi về đâu, đang như thế nào, chứ không cần đợi sau khi chết. Thì mời tất cả hồi hướng.